nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào các bạn, xin chào. Trưa hôm nay đó các bạn ơi, thì mình với lại Ngân có làm một cái món ăn rất là ngon và đặc biệt luôn. Đó là cái món bánh chuối. Thì ngày hôm nay hai chị em tụi mình học cái công thức mới đó, thì có làm ra những cái bánh chuối cực kỳ là ngon luôn. Một cái màu vàng ơi là vàng luôn các bạn ơi. Thì đây là lần đầu tiên mấy chị em làm, nhưng mà nhìn thành quả thì thấy cũng rất là ngon luôn. Đây cho các bạn xem nha, hai cái xề bánh chuối. Wow, ngon quá. Còn riêng nổ bánh chuối á, thì đặc biệt là phải có nước cốt. Và nước cốt nó phải đặc như thế này nè, thì chan lên nó mới béo và ngon hơn. Ngoài ra thì còn có thêm một dĩa đậu phộng bên đây nữa để gắt lên trên mặt. Rồi, ngày hôm nay thì hai chị em có một chút tấm lòng để mà gửi đến cho bà con trong mùa dịch nha. Mình ăn cái này vào buổi trưa để mà giống như là một cái món ăn vặt để gửi đến cho bà con nha. Rồi, bây giờ con xin mời thành viên đầu tiên. Đây, Thiến rửa tay giùm con nha, nhận dĩa. Rồi Ngăn lấy bánh đi, mỗi người thì Ngăn cứ can đi nha. Người chắc là cho tầm 4 miếng đi ha. Rồi sẽ chan cái nước cốt lên, rắc lên một ít đậu phộng nữa. Rồi đây là của Thiếm nha, chúc ăn ngon miệng nha. Dạ. Rồi tiếp theo là ủa cái dĩa dễ thương quá, cái dĩa bé tẹo. Rồi Ngăn lấy bánh đi. Nước cốt ngon quá ha. Dạ, nước cốt đặc ơi là đặc luôn Út ơi. Đây, con có thể khoe một chút xíu cho các bạn xem nha. Bà Út đợi con chút xíu nha. Đây, đây là một cái dĩa bánh chuối hoàn chỉnh nè các bạn ơi. Trên đây thì có 4 miếng bánh chuối nha, với lại một ít nước cốt và đậu phộng nè. Một cái dĩa này mà ăn vào buổi trưa thì ngon lắm. Hai chị em tụi mình xin mời các bạn nha. Rồi, gửi cho bà Út, chúc bà Út ăn ngon miệng nha. Dạ. Rồi, không có gì đâu ạ. Dĩa của bà ngoại cũng dễ thương nữa, ngoại đưa cho Ngân nha. Chút béo à. Rồi, Ngân lấy bánh chuối. Ngon ơi là ngon luôn. Hấp dẫn quá. Đây, con chan nước cốt lên. Ôi, nước cốt nhiều mới béo nha ngoại ơi. Dạ rồi, chúc ăn ngon miệng nha ba. Dạ. Hai tiếp theo. Dạ, đưa dĩa cho Ngân giùm con nha. Các ba rửa tay. Hấp dẫn quá. Đây, để con chan nước cốt lên. Nước cốt nhiều hả ba ha? Quá ngon à. Này là hai trái dừa. Chúc các ba ngon miệng. Dạ, không có gì đâu ạ. Dạ, bà Út. Này, Ngân lấy cho bà Út nha. Cái bánh này nãy mấy chị em có ăn thử thì nó có vị ngọt của chuối nè, rồi hơi dai dai của bột năng nữa, rồi thêm nước cốt dừa béo nữa các bạn ơi, ngon ơi là ngon luôn. Đây. Rồi, cảm ơn luôn. Chúc bà Út ăn ngon miệng. Dạ, không có gì. Bà Hai, món này bà Hai ăn được nè, lâu lắm rồi mới gặp bà Hai. Bà Hai rửa tay giùm con nha. Rồi, Ngân lấy bánh thiệt là ngon cho bà Hai nha. Bà Hai thích ăn nước cốt không? Trưa này bà Hai ăn, bà Hai cũng không có sợ đâu, tại đây là buổi trưa. Chúc bà Hai ăn ngon miệng nha bà Hai. Cảm ơn. Dạ rồi, không có gì đâu ạ. Hậu. Hậu rửa tay đi. Đây, chị Ngân lấy bánh cho. Xịt ra, xịt ra. Bóp cái càng á, bóp cái càng á. Rồi, đây là của Hậu nè. Rồi. Giỏi. Rồi, con xin dĩa của bác ba nha. Dạ. Ngân lấy cho bác ba. Wow, hấp dẫn quá. Chan lên. Rồi, chúc bác ba ăn ngon miệng nha bác ba. Dạ rồi, không có gì đâu ạ. Rồi, bao rửa tay giùm chị nha. Đây, Ngân ơi. Bánh ngon lắm. Chị chúc bao ăn ngon miệng nha ba. Giỏi. Rồi, xin mời. Dạ, đây. Rồi, ngon quá. Rồi, đây. Quá ngon. Quá ngon luôn. Dạ, chúc Thiếm ăn ngon miệng nha. Dạ rồi, không có gì đâu ạ. Rồi, em lại Thiếm Năm rửa tay nha. Đây. Sắp hết một xề rồi đó. Rồi, đây là của Duyên nè em. Giỏi. Rồi, đâu.
Đây, nhân lấy nha. Ôi, ngon quá, chan nước cốt lên. Đây, đây là bánh của em nè Đô, chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi, xin mời. Rồi, tươi. Đây. Rồi, đây là của tươi nè em. Chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi. Rồi, con mời thím hai. Dạ. Đây. Làm cái đường đi ra luôn. Dạ, đây là bánh của thím hai, ăn ngon miệng nha thím. Dạ rồi, không có gì đâu ạ. Rồi, chị nhận dĩa của Phát nha. Wow, ngon quá. Rồi, đây là của em nè, ăn ngon miệng nha. Giỏi. Rồi, nội. Để con lấy dĩa. Hấp dẫn quá đi. Trưa này mà được thưởng thức một miếng bánh chuối thì còn gì bằng nữa. Dạ. Rồi, chúc mọi ăn ngon miệng nha. Dạ rồi, không có gì đâu ạ. Tiếp theo, Thịnh. Hôm nay món này là mấy đứa nhỏ khoái lắm nè. Wow, ngon quá. Rồi, đây là của em nè, ăn ngon miệng nha Thịnh. Giỏi. Rồi, Ti. Này. Để chị ăn lấy cho. Đây là của em nè Ti, em ăn ngon miệng nha. Giỏi. Rồi, Cui. Quá trời ngon rồi, mỗi người như vậy là sẽ nhận được 4 miếng bánh chuối đó các bạn ơi. Mùa dịch này mà kiếm một cái món bánh ăn thật sự rất là khó luôn. Ngày hôm nay thì mấy chị em cũng vui lắm khi mà được tặng bà con những cái dĩa bánh thơm ngon như thế này vào buổi trưa nha. Rồi, đây là của em, giỏi. Dạ, con chào cô. Đây, lấy cho cô 4-5 miếng gì đó. Rồi, nước cốt. Dạ, ăn ngon miệng à. Dạ, không có gì. Sóc. Rồi, chị nhận dĩa của em. Dĩa của sóc to quá trời luôn. Dĩa này quen lắm nè. Này, chuối ngon quá sóc ơi. Rồi, chúc sóc ăn ngon miệng nha. Giỏi, cầm hai tay. Rồi, xin mời Dương. Đây, chị nhận dĩa, hai anh em dĩa giống nhau. Rồi, đây là của Dương, em ăn ngon miệng nha. Giỏi. Rồi, xin chào cô bé. Bánh chuối ngon lắm nha. Chị chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi. Rồi, để chị lấy dĩa của em nha. Dĩa này đẹp quá. Chan nước cốt lên. Wow, hấp dẫn quá đi. Gắt thêm một ít đậu phộng béo béo nữa. Chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi lắm. Rồi, chị nhận dĩa. Bánh chuối dài dài béo béo. Rồi, em xích qua đây giùm chị chút xíu nha. Rồi. Rồi, chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi. Dạ, chào chú, dĩa chú đẹp quá. Có hoa nữa. Mày ăn lấy bánh cho chú. Dạ, đây là của chú ạ. À. Ăn ngon miệng nha chú. Dạ rồi, không có gì đâu ạ. À. Bảo. Ngăn lấy cho Bảo nhiều một xíu đi, để Bảo cho ba Bảo nữa. Ba Bảo bệnh không có đi được á. Hai phần đi. Rồi. Tại vì cái này là đặc quyền của ông Sáu, ông đi bệnh. Bảo nhiều xíu. Rồi. Chan nước cốt nhiều cho nó béo. Rồi, của Bảo nè. Em ăn ngon miệng với ba em nữa nha. Giỏi. Rồi, xin mời Nhân. Hai đứa. Hai đứa đi chung hả? Rồi, để chị ăn lấy nhiều một chút cho hai đứa luôn nha. Rồi,
Đây, chúc em ăn ngon miệng. Ủa có dĩa hay hả? À, nãy giờ giấu cái dĩa chị không thấy. Rồi đưa tay chín năm xịt. Đây chúc Khoa ăn ngon miệng nha. Đây của em nè, nó cảm ơn chị. Giỏi. Rồi Quân lại đây Quân. Nhân lấy bánh cho Quân. Xoay. Đây là của Quân nha, em ăn ngon miệng nha. Giỏi. Rồi, hết khách hàng rồi các bạn ơi. Ở đây là còn lại chỉ có bao nhiêu bánh chuối nữa thôi là đã hết rồi nè. Không có còn nhiều đâu nha. Bởi vì ai nhanh tay đến thì còn, chậm tay là hết đó nha. Dạ rồi, tiếp tục thì mọi người đã đến rồi đó các bạn ơi. Giờ con xin mời nha, mời bà ba. Bà ba làm con mắc cười quá, con lấy dĩa nha. Rồi, để lấy bánh cho bà ba nha. Đợi con chút xíu nha. Bánh chuối ngon lắm. Dạ, bà ba ăn ngon miệng nha. Dạ rồi, không có gì. Rồi, Hoàng đưa đây cho chị. Cao quá. Hoàng hay vàng? Kim vàng. Kim vàng hả? Rồi là cái tên là nghe là biết giàu rồi đó. Rồi đây là của vàng. Nè vàng ơi, của em nè. Đây đây, trời ơi. Rồi bác Năm. Này lấy cho bác Năm. Bác Năm thích nước cốt nhiều không? Nhiều nhiều được rồi. Dạ, bác Năm ăn ngon miệng nha bác Năm. Dạ. Rồi. Đưa cho chị nha. Tiết Yên thích ăn bánh chuối không? Dạ, để chị lấy cho. Chúc em ăn ngon miệng nha Tiết Yên. Giỏi. Rồi, tiếp theo nha. Dĩ ngày nhỏ xíu à. Hết rồi. Đây, đây là của Ngà, em ăn ngon miệng nha Ngà. Giỏi. Rồi, con lấy 6. Bánh chuối, bánh chuối. Dạ. Miệng nha Sáu. Dạ không có gì đâu Sáu ơi, bánh ngon lắm mà. Thôi còn lại vài phần nữa mình sẽ đợi tiếp tục nha. Wow ngon quá. Rồi tiếp tục nha, tiếp tục sẽ phát thôi. Bây giờ chị nhận dĩa của em nha, đưa dĩa cho chị. Rồi đây. Đây em ơi, đi ra ngoài chút xíu để đập bụi hình. Chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi. Rồi xin mời thím hai. Hai đưa dĩa cho con nha. Hai. Bay quá vậy, bay. Wow ngon quá. Làm nhà hả? Dạ làm nhà luôn á thím hai. Làm hồi sáng giờ. Dạ. Ăn thử nha thím hai. Chúc ăn ngon miệng. Dạ. Hai. Lại thêm một thím hai nữa. Này bác chứ không phải thím. Ngân kêu bằng bác nhưng mà tôi kêu bằng thím. Rồi. Cho thím hai một chút nữa đi Ngân ơi. Nhà thím hai đông. Bù nốt này hơi nhiều nha. Đó. Dạ ăn ngon miệng và không có gì đâu thím. Hai con một phần nữa. Ơi lấy cho bé luôn. Này vét những cái giọt nước cốt cuối cùng. Chẳng có muốn ăn không được lắm. Thôi ngăn cho em luôn đi Ngân ơi. Cho hết luôn hả? Cho em hết luôn đi. Cho em hết luôn nha. Về em chia cho mấy đứa em của em nha. Với lại mẹ nó. Rồi. Thì chị lấy hết nước cốt cho em luôn nè. Ôi ôi. Bao béo luôn á. Vét cả đậu phộng cho em luôn. Rồi. Đây. Chúc em ăn ngon miệng nha.
Rồi giỏi lắm. À, ngày hôm nay thì hai chị em có được hai cái xề bánh chuối đó các bạn ơi, để mà phát cho các bà con trong xóm ăn lấy thảo, thì ai cũng thích cái món này hết. Xin chân thành cảm ơn các bạn nhiều lắm đã theo dõi mấy chị em tụi mình nha. Nếu mà thích thì nhớ like đăng ký để ủng hộ nha. Xin chào tạm biệt, bye bye.